Chào mừng bạn đã đến với chương trình podcast của Nghe Luôn Để nghe thêm các bài học được chắc lọc từ những cuốn sách hay nhất trên thế giới hiện nay Hãy cài đặt Nghe Luôn từ iOS App Store bạn nhé Chào mừng các bạn đến với tập mới nhất của chương trình podcast trên Nghe Luôn Để bắt đầu, tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện Có một cặp đôi tên là Hà và Tuấn Cả hai đều 25 tuổi tốt nghiệp đại học và đang sống ở Sài Gòn. Một ngày nọ, Hà đọc cuốn sách Câu lạc bộ 5 giờ sáng của tác giả Robin Sharma và quyết định thử thách 30 ngày thức dậy lúc 5 giờ sáng. Cô quyết định đề xuất ý tưởng này cho Tuấn. "Tuấn ơi, anh nghĩ sao, nếu mình thức dậy lúc 5 giờ sáng trong 30 ngày liên tiếp để trở thành một phiên bản tốt hơn?" hà hỏi với đôi mắt long lanh đề khi thế tuấn nhìn hà rồi nhìn đồng hồ trên điện thoại của mình năm giờ sáng à em có chắc không anh vừa thức dậy từ giấc ngủ chiều đây mà tuy nhiên sau khi ngẫm nghĩ cả hai quyết định rằng thử thách này có thể là cơ hội tốt để phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống và hãy thử đoán xem thử thách đã hoàn toàn thay đổi cách họ nhìn nhận cuộc sống và phát triển bản thân. Nhưng chuyện gì đã xảy ra trong suốt 30 ngày đó? Các rào cản họ phải đối mặt là gì? Và làm thế nào họ đã vượt qua? Để biết thêm, hãy cùng chúng tôi khám phá trong tập podcast hôm nay với chủ đề Trò chơi trốn tìm với phiên bản tốt hơn của bạn. Trong bài podcast này, chúng ta sẽ đi sâu vào những yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển bản thân, từ việc duy trì sự nhất quán đến việc đối mặt và vượt qua các khó khăn. Phần 1. Sự nhất quán. Làm thế nào để không bỏ cuộc sau 3 ngày? Hãy cùng nhau đi vào chủ đề đầu tiên của tập podcast hôm nay. Đó là sự nhất quán. Bạn đã bao giờ đặt ra mục tiêu lớn lao cho bản thân mình, rồi chỉ sau vài ngày, mọi thứ đã đi xuống dốc không? Hãy cùng nhau xem xét hai ví dụ thú vị và hài hước về việc này. Ví dụ thứ nhất, cô bạn Trâm của mình. Trâm quyết định rằng cô sẽ giảm cân. Cô ấy đăng ký phòng tập, mua quần áo tập mới và tất nhiên là đăng tải mọi thứ lên Instagram ngày đầu tiên cô ấy tập luyện như một vận động viên olympic sau đó ngày thứ hai cô ấy đi tập nhưng đã giảm tốc độ đến ngày thứ ba bạn biết không cô ấy chỉ vào phòng tập để chụp ảnh và bạn đoán xem ngày thứ tư cô ấy đang làm gì đúng vậy Cậu ấy đã ở nhà để xem phim trên Netflix. Ví dụ thứ hai là anh bạn tên Bảo của mình. Anh ấy quyết định rằng anh sẽ học tiếng Nhật để chuẩn bị cho chuyến đi du lịch mơ ước. Anh ấy mua sách, ứng dụng và thậm chí là bắt đầu xem anime không phụ đề. Nhưng chỉ sau 3 ngày, anh ấy phát hiện ra rằng việc duy trì sự nhất quán không phải là trò đùa thay vì cố gắng hiểu ngữ pháp phức tạp và từ vựng, anh đã chuyển sang xem các video ẩm thực Nhật Bản trên YouTube. Qua hai ví dụ này, chúng ta có thể thấy rằng việc duy trì sự nhất quán không phải là điều dễ dàng. Nhưng nó lại là chìa khóa để chúng ta có thể phát triển bản thân một cách có ý nghĩa. Nếu không, chúng ta sẽ chỉ như cô bạn châm của mình và anh bạn bảo của mình mãi mãi, mải mê trong vòng quay của sự lười biếng và không đạt được mục tiêu. Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào cách để duy trì sự nhất quán trong phần tiếp theo của tập postcard này. Phần 2. Cảnh báo về việc coi phát triển bản thân như một cột mốc. Trong phần này của bài postcard, chúng ta sẽ bàn về một vấn đề cũng không kém phần quan trọng cảnh báo khi coi phát triển bản thân như một cột mốc lẽ tự nhiên khi chúng ta đạt được một mục tiêu nào đó trong cuộc sống dù là nhỏ hay lớn chúng ta thường tự thưởng cho bản thân bằng cảm giác tự hào và thành công nhưng đó cũng chính là lúc nguy hiểm nhất bởi vì như oprah winfrey đã nói thử thách là những món quà buộc chúng ta tìm kiếm một trung tâm hấp dẫn mới đừng chống lại nó mà hãy tìm ra một cách mới để đứng vững trước nó tưởng tượng như bạn là một người leo núi đã chinh phục được đỉnh cao mà bạn mơ ước nhưng rồi bạn lại quên mất rằng việc xuống núi có thể còn khó khăn và nguy hiểm hơn càng leo cao khả năng té ngã và tổn thương càng lớn đây chính là lý do tại sao không nên coi việc phát triển bản thân như một cột mốc mà chỉ nên coi đơn thuần chỉ là một phần của hành trình dài hơi trong cuộc sống của bạn. Ví dụ, một lập trình viên tài năng đạt được mức lương khủng sau 3 năm làm việc ác liệt, nhưng anh lại ngừng học hỏi, ngừng cập nhật kiến thức và kỹ năng. Kết quả là, chỉ sau một năm, anh đã bị sa thải và tìm kiếm việc trở thành một cực hình. Chúng ta sẽ phân tích sâu hơn vấn đề này trong phần tiếp theo. Podcast của chúng ta sẽ tiếp tục nghe sau đây. Phần 3. Tâm lý bỏ cuộc, cảm giác muốn từ bỏ sau khi đã bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã tiếp tục với tôi trong chuyến hành trình thú vị này. Phần tiếp theo của podcast, tôi sẽ đề cập tới một tâm trạng phổ biến mà hầu như ai trong chúng ta cũng từng trải qua. Đó là cảm giác muốn từ bỏ. Chắc hẳn bạn đã nghe về câu nói của Winston Churchill. Thành công không phải là điểm dừng. Thất bại không phải là điều chết người. Quan trọng là can đảm để tiếp tục. Thực tế là, sau khi bắt đầu một dự án hay một quá trình phát triển bản thân, chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, chán trường và thậm chí là muốn từ bỏ. Giả sử, bạn là một nữ nhân viên văn phòng, 25 tuổi, một người yêu thể dục và đã quyết định tham gia một khóa học yoga dài hạn. Hai tuần đầu tiên, bạn rất phấn khích. Nhưng sau đó, cảm thấy nản lòng khi nhận ra không giỏi như mong đợi. Bạn có thể đặt ra hàng tá lý do. Yoga chẳng hợp với mình. Mình không có thời gian. Vân vân, để tự thuyết phục mình từ bỏ. Khi bạn cảm nhận được tâm lý này, hãy nhớ rằng bạn không phải là người duy nhất. Điều quan trọng là việc bạn sẽ làm gì tiếp theo. Liệu bạn sẽ từ bỏ hay tiếp tục đi đến cùng? Vậy, đừng để cảm xúc tạm thời này làm gián đoạn quá trình phát triển của bạn. Hãy nhớ rằng, việc bắt đầu là dễ dàng, nhưng việc quyết định đi đến cùng mới làm nên kỳ tích. Biết đâu, nếu bạn quyết tâm đi tiếp, sau 2 tuần tập luyện yoga đầu tiên, Giờ đây, bạn đã có thể kiếm thêm tiền nhờ công việc huấn luyện viên yoga bán thời gian của mình. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây trong phần này và tiếp tục trong phần tiếp theo. Nhưng trước khi tiếp tục, bạn hãy ghi lại tên của hai cuốn sách này. Cuốn sách thứ nhất, Mindset Tâm lý học thành công của tác giả Carol S. Dweck. Đây là cuốn sách đề cập đến sức mạnh của tư duy tăng trưởng. Cuốn sách thứ hai, Những kẻ xuất chúng của tác giả Malcolm Gladwell. Khám phá các yếu tố tạo nên thành công. Đây là hai cuốn sách rất hay có thể hỗ trợ bạn trên mọi bước phát triển. Và đừng quên, ý tưởng của hai cuốn sách này được cô động trên app nghe luôn sách nói hay. Phần 4. Những yếu tố cơ bản trong việc phát triển bản thân. Tầm quan trọng của động lực, làm rõ mục tiêu và quyết tâm. Ở phần này, chúng ta sẽ khám phá những yếu tố quan trọng nhất trong việc phát triển bản thân. Đó là động lực, làm rõ mục tiêu và quyết tâm. Có một câu nói vui thế này. Người ta hay nói động lực chỉ là phút chốc. Tắm rửa cũng thế, không là mỗi ngày thì cũng bẩn thôi. Đó là lý do ta nên tìm động lực hàng ngày. Tôi sẽ đưa cho bạn một số ví dụ để bạn hình dung rõ hơn những gì tôi muốn nói. Ví dụ 1. Hãy nhìn vào anh chàng tên là anh. Một chàng trai 28 tuổi, yêu thích âm nhạc. Anh muốn trở thành một nghệ sĩ đàn guitar nổi tiếng. Nhưng sau một thời gian luyện tập, động lực giảm đi. Anh bắt đầu thực hiện việc luyện tập theo lịch trình và đặt mục tiêu nhỏ để giữ vững động lực. Ví dụ 2. Linh, 30 tuổi, làm việc trong lĩnh vực marketing. Bạn ấy có động lực cao khi bắt đầu, nhưng nhanh chóng mất hứng khi gặp khó khăn. Sau khi tìm hiểu và xác định rõ mục tiêu cụ thể, bạn ấy đã có thêm quyết tâm để vượt qua các thách thức. Ví dụ bà, hãy tưởng tượng bạn là một người thích chạy bộ. Ban đầu, bạn chạy vì mục tiêu giảm cân, nhưng sau đó, bạn nhận ra rằng Việc này còn giúp tăng cường sức khỏe tâm trạng. Động lực của bạn không chỉ dừng lại ở việc giảm cân mà còn mở rộng hơn, khiến bạn càng ngày càng yêu thích việc chạy bộ. Qua ba ví dụ trên, chúng ta có thể thấy rằng động lực, làm rõ mục tiêu và quyết tâm là những yếu tố không thể thiếu trong việc phát triển bản thân. Không chỉ là ngọn lửa đốt cháy bạn từ bên trong, những yếu tố này còn giúp bạn thích nghi và phát triển theo cách tốt nhất. Phần năm, chấp nhận và trân trọng những gì mình đã đạt được. ở đây chúng ta sẽ nói về việc tôn trọng và giữ gìn những thành tựu của mình. để mở đầu, hãy nhớ câu nói của Oprah Winfrey. Hãy biết ơn những gì bạn đã có. bạn sẽ có thêm nhiều hơn nữa. Nếu bạn chỉ tập trung vào những thứ bạn chưa có, bạn sẽ mãi mãi cảm thấy chúng không đủ. Giả sử bạn là một chàng trai 26 tuổi, đã tập luyện mỗi ngày để giảm cân, bạn đã giảm được 10 cân, nhưng lại lo lắng rằng có lẽ bạn chưa đẹp trai bằng người khác. Đừng như vậy, hãy trân trọng những gì bạn đã làm được. Hoặc giả sử bạn là một cô nàng 28 tuổi, đã mất bao nhiêu ngày đêm để xây dựng một doanh nghiệp nhỏ. Nhưng rồi lại không dám tự tin với thành quả của mình vì so sánh mình với những doanh nhân nổi tiếng. Đừng quên rằng mỗi người có một con đường riêng và điều quan trọng là bạn đã đi được đến đâu trên con đường đó. Hãy nhớ rằng việc bạn trân trọng và đánh giá cao những gì mình đã đạt được không chỉ giúp bạn có tâm trạng tốt hơn mà còn là nguồn động viên để bạn tiếp tục phát triển. Hãy trân trọng quá trình, vì chính nó mới là điểm đến thực sự của bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe hết phần 5 của tập postcard này. Nếu nhiêu đây là đủ với bạn rồi, thì bạn có thể dừng lại để suy ngẫm và vạch ra một kế hoạch mới trong đầu. Nhiều quá một lúc sẽ khó mà tiêu hóa được, phải không nào? Nhưng nếu bạn vẫn còn hào hứng, thì hãy tiếp tục lắng nghe. Vì ngay phút tiếp theo đây, tôi sẽ đi vào phần 6 của bài postcard này với nội dung vô cùng quan trọng. Phần 6 Cuối cùng, đừng quên tận hưởng hành trình. Chúng ta đã gần đến phần cuối cùng của bài postcard hôm nay. Trong phần này, chúng ta sẽ nói về việc tận hưởng quá trình tự phát triển thay vì chỉ nhìn vào kết quả. Steve Jobs đã từng nói, hành trình là một phần thưởng. Điều này không chỉ đúng trong kinh doanh mà còn trong mọi mặt của cuộc sống. Hãy tưởng tượng bạn đang tập chạy bộ. Bạn có thể tập trung vào việc cố gắng chạy được 10 km trong vòng 1 giờ. Nhưng đừng quên, phải tận hưởng từng bước chân, hương vị của mồ hôi và cảm giác mệt mỏi nhưng phấn khích. Hoặc nếu bạn đam mê nấu ăn, bạn sẽ không chỉ tập trung vào việc hoàn thiện món ăn để đạt được sự công nhận từ người khác mà còn tận hưởng từng quá trình từ việc lựa chọn nguyên liệu cắt nhỏ đến việc nêm nếm điều cuối cùng chúng ta cần nhớ là quá trình tự phát triển bản thân không phải là một cuộc đua đây là một hành trình và mỗi bước đi mỗi nỗ lực đều đáng được trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi postcard đến tận phần này. Chúc mọi người tận hưởng hết mình trong từng khoảnh khắc của cuộc sống và quá trình tự phát triển. Và chúng ta sẽ tiếp tục với phần tiếp theo của bài podcast về nguy cơ tự mãn. Phần 7: Nguy cơ của sự tự mãn. Đừng ngừng học hỏi và đánh giá lại mình. Chúng ta đều có xu hướng muốn nghỉ ngơi và thư giãn sau khi đạt được một số thành tiệu nhất định nhưng đây chính là lúc mà nguy cơ tự mãn xuất hiện khiến chúng ta có nguy cơ ngủ quên trên chiến thắng giả sử bạn là một doanh nhân thành công vừa ký được hợp đồng lớn bạn nghĩ rằng giờ đây mọi chuyện đã ổn và không cần phải lo lắng nữa nhưng đối thủ của bạn đang làm việc hết mình để cải tiến và phát triển nếu bạn chỉ tự mãn với những gì đã có rất có thể bạn sẽ bị tụt lại phía sau ngủ quên trên chiến thắng không chỉ có hại cho sự phát triển cá nhân mà còn là một cạm bẫy trong cuộc sống và sự nghiệp như một câu nói của albert einstein cuộc sống giống như việc đi xe đạp để giữ thăng bằng bạn phải luôn chuyển động đây chính là lý do tại sao việc liên tục cập nhật và phát triển bản thân là điều cực kỳ quan trọng. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tới hết phần 7 của tập postcard này. Đây cũng là phần cuối cùng. Bạn có thể cảm thấy những điều này nghe chưa thật đúng bởi vì bạn đã áp dụng một số phương pháp phát triển cá nhân và không thấy hiệu quả. Tôi hoàn toàn hiểu cảm xúc của bạn nó khiến bạn cảm thấy nản lòng và thậm chí là đặt ra câu hỏi về giá trị của việc tự phát triển nhưng hãy nhớ rằng sự phát triển bản thân không phải là một quá trình tuyến tính nó có những thăng trầm và đôi khi bạn cần phải thất bại trước khi thấy sự thay đổi mà bạn mong đợi bạn cũng có thể phản đối rằng không phải mọi người đều cần phải tuân theo một bản đồ phát triển bản thân nhất định Tôi hiểu quan điểm này, và đồng tình rằng mỗi người đều có con đường riêng của mình. Nhưng đó chính là lý do tôi muốn bạn thấy rằng những nguyên tắc chung này có thể được áp dụng theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh và điều kiện cá nhân của mỗi người. Cuối cùng, bạn có thể cảm thấy rằng việc phát triển bản thân là một quá trình tự chủ và việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác là dấu hiệu của sự yếu đuối. Tôi cảm nhận được sự tự trọng trong quan điểm này, nhưng hãy nhớ rằng không ai là một hòn đảo cô lập. Đôi khi, việc tìm kiếm sự hỗ trợ và chỉ dẫn có thể tạo nên sự khác biệt giữa việc bạn tiến triển hay dừng lại. Bạn có đồng ý với những gì tôi vừa nói không nào? Tôi hy vọng bạn sẽ thấy được giá trị trong việc duy trì một tâm trạng mở lòng và quyết tâm cao độ trong hành trình phát triển bản thân của mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe bài podcast của chúng tôi về sự phát triển bản thân trong suốt quá trình này chúng ta đã khám phá nhiều khía cạnh quan trọng từ việc không đặt sự phát triển bản thân như một mốc lịch sử đến tầm quan trọng của động lực sự rõ ràng và quyết định chúng ta cũng đã nhìn vào nguy cơ khi chúng ta tự mãn và ngừng phát triển dựa trên sự hiểu biết rằng Việc này có thể dẫn đến tụt hậu. Hãy luôn nhớ câu nói của Albert Einstein. Cuộc sống giống như việc đạp xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển. Việc phát triển bản thân không phải là một quá trình có điểm đích, mà nó là một hành trình cần phải trải nghiệm và thực hiện một cách đồng đều bằng đam mê và quyết tâm. Nghe luôn, luôn đồng hành cùng bạn với những cuốn sách hay nhất có thể kể đến như Thứ nhất, Thói quen nguyên tử của tác giả James Clear. Đây là cuốn sách trình bày về việc tạo ra thói quen tích cực và duy trì chúng. Thứ hai, Mindset, Tâm lý học thành công của tác giả Carol S. Beck. Cuốn sách này đề cập đến sức mạnh của tư duy tăng trưởng. Cuốn sách thứ ba là cuốn sách Sức mạnh của hiện tại của tác giả Eckhart Tolle. Đây là cuốn sách tập trung vào ý nghĩa của hiện tại trong sự phát triển bản thân. Cuốn sách thứ tư là cuốn sách Bảy thói quen hiệu quả của tác giả Stephen R. Covey. Đây là cuốn sách đề xuất bảy thói quen cho sự hiệu quả trong công việc và cuộc sống. Cuốn sách thứ năm là cuốn sách Grit vững tâm bền trí, ắt thành công của tác giả Angela Duckworth. Đây là cuốn sách tiết lộ tầm quan trọng của động lực và kiên nhẫn. Cuốn sách thứ sáu, những kẻ xuất chúng của tác giả Michael Blaswell. Đây là cuốn sách khám phá các yếu tố tạo nên thành công và cuốn sách thứ bảy, nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm của tác giả Mark Manson. Đây là một cách tiếp cận độc đáo về việc làm thế nào để quan tâm đến những điều thực sự quan trọng. Cảm ơn bạn đã nghe và chúc các bạn tất cả những điều tốt lành trong hành trình phát triển bản thân. Xin hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Nghe luôn